Xin chào các bạn, hôm nay công ty Công Tử Việt Nhật xin giới thiệu các bạn model cân đa chức năng. Model này là model ACS. Model này thiết kế có màn hình LCD lớn và với nhiều cái giao diện khác nhau. Ở bên đây chúng ta thấy có loạt cái phím ở đây. Ở đây các phím vàng, họ là từ ký tự từ 0 tới 9 hoặc các ký tự số. Ở bên phím xanh này là các phím chức năng. Ở đây chúng ta thấy 28 phím, tổng cộng 28 phím một cái màn hình bên này. Ở trên này là một đĩa cơm inox có thể tháo rời. Ở trên này chúng ta thấy có level nước, đây là cái tâm để điều chỉnh. Ở bên dưới này chúng ta thấy đây là một cái cơm có 4 cái chân để tăng đường. Ở bên này chúng ta đây thấy có cổng kết nối máy tính. Ở bên này chúng ta thấy cần có cổng RS232. Đây là một cổng RS232. Đồng thời đây là phím on off nguồn, tắt mở nguồn. Ở đây là cổng USB để truy xuất dữ liệu. Ở bên này là phím sạc điện. Thì ở bên khu vực này chúng ta thấy có 4 cái điểm chúng ta cần lưu ý. Ở đây là có cái nơi để chúng ta sạc pin bằng adapter. Tiếp theo là tắt mở nguồn. Cái thứ ba là cổng kết nối RS232 để kết nối với máy tính. Hoặc là cổng USB. Bên này cũng có trang bị cho chúng ta một cái cổng RS232 để kết nối với máy in. Đây là cái cổng để kết nối với máy in. Thì giờ xung quanh chúng ta có thể thấy cái cân này nó có nhiều cái cổng kết nối cân. Ở đây là một cái màn hình LCD. Màn hình LCD này chúng ta thấy đang phân bổ rất là nhiều tính năng. Ở bên này là phần admin. Ở trên này thể hiện cái mức cân và sai số cân. Ở phần này báo hiệu pin, ngày tháng thời gian và giờ. Ở đây là màn hình khối lượng chính. Ở đây chúng ta thấy chúng ta đặt lên bao nhiêu. Ở dưới đây chúng ta báo cộng dồn và kết quả cộng dồn, hoặc là số đếm là bao nhiêu. Ở đây là chúng ta thấy có 3 cái đèn 2 lô OK để chúng ta cài đặt cảnh báo. Một lát chúng ta sẽ đi chuyên sâu về cái cài đặt 2 lô OK. Ví dụ chúng ta cài tới một cái mức nào đó, ở đây màn hình sẽ tự thay đổi màu sắc. Chúng ta thấy đây nó sẽ thay đổi, chúng ta không cần phải gắn đèn tháp, hoặc là chúng ta có thể câu đèn tháp rời bên ngoài. Đây màn hình sẽ tự thay đổi 2 lô OK. Một lát chúng ta sẽ đi chuyên sâu. Còn bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu các bạn vừa rồi. Xin chào các bạn, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cân clip của cái cân này. Để cân clip cân này các bạn phải nhấn giữ menu. Ở đây xuất hiện 4 cái ô 1, 2, 3, 4, 5, 6, chúng ta chọn phím 4. Sau đó chúng ta sẽ nhập password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Password này chúng ta có thể thay đổi. Rồi các bạn nhấn enter. Rồi đây khi vào bên trong bên sau này thì ở đây là một loạt cái màn hình, nó thể hiện các phím chức năng để chúng ta chọn. Ví dụ filler zero track, rồi chúng ta có thể thay đổi cái mức cân, chúng ta có thể thay đổi sai số. Ở đây các thông số chúng ta đã cài đặt sẵn. Ví dụ giống như ở đây chúng ta có thể chọn 30 kg. Nếu các bạn muốn đổi số ký, các bạn có thể di chuyển đây, hoặc các bạn xóa để cài đặt bằng các phím. Các bạn có thể thấy ở đây phím mũi tên qua lên tới enter, lên và xuống, các bạn có thể chọn nó để các bạn thay đổi. Rồi nếu không thì các bạn cho qua. Rồi đây còn calibration, chúng ta có thể chọn enter. Rồi ở đây chúng ta thấy nó đang xuất hiện cái số nội ra, thì chúng ta có thể nhấn tab để qua đây. Ở đây cái màn hình nó hiện 3000, ở đây tức là cái tải yêu cầu đặt lên là 3 kg. Thì bây giờ các bạn có 5 kg thì các bạn chỉnh lại nó thành 5 kg, còn nếu không thì các bạn để nguyên. Ví dụ giống rồi sẽ nhập thành 5, đây thì tôi phải đặt 5, hoặc là nếu 4 thì chúng tôi sẽ đặt 4. Ví dụ đây 4, thì bây giờ 4 xong, chúng ta sẽ nhấn tab để cho nó di chuyển qua tới chữ nét này. Rồi khi mà nét này màu đỏ rồi thì chúng ta nhấn enter. Rồi tới khi nét lên, bây giờ chúng ta đặt tải. Tôi sẽ đặt 4 kg lên trên màn cân. Khi nào chúng ta đặt lên thì cái màn hình đèn stable trên màn hình này, cái góc này nó báo ổn định là có thể xác nhận. Đây tôi sẽ bỏ 4 kg tải lên trên này.
tôi vừa bỏ 4 ký tải lên. Đây, các bạn lưu ý khi nào cái đèn stable ở đây nó hiện lên là chúng ta nhấn Enter để xác nhận. Đây, bây giờ tôi nhấn Enter. Rồi, nhấn thành hai cái. Rồi, các bạn có thể thoát, nhấn OK. Rồi, ở đây là chúng ta hoàn thành các bước cân clip của cái con này. Lưu ý cái bước cân clip này là chúng tôi đã set cái mức cân rồi. Bây giờ chắc là các bạn chỉ việc đặt quả lên để set thôi. Còn nếu mà các bạn đi chuyên sâu vào set mức ký và set sai số, các bạn nên liên hệ với chúng tôi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn sơ qua. Ở đây là hướng dẫn sơ qua thì hướng dẫn căn bản cái phần để vào. Còn cái phần chuyên sâu thì nó tương đối là nhiều. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn sâu. Đây, chúng ta vào menu, chúng ta nhấn giữ menu. Thì ở menu này sẽ xuất hiện 6 ô. Ngoài 6 ô ra nó còn thêm tới cái 9 ô lận. Bây giờ một là gì? Một là chúng ta cài đặt đơn vị cảnh báo hai lô. Nếu chúng ta nhấn một, đây là nơi chúng ta chọn cái đơn vị. Các bạn có thể thấy đây là đơn vị kg, gam, t, lô, bao, oz, ct, một loạt cái đơn vị. Nếu các bạn muốn chọn cái đơn vị nào thì chúng ta có thể tích lên để chọn cái đơn vị đó. Rồi, ở đây là cái màn hình sáng backlight. Ví dụ giống như chúng ta chọn cái màn hình sáng. Rồi, ở đây này, chúng ta di chuyển bằng phím tab. Rồi, ở đây chúng ta muốn chọn cái đơn vị thì chúng ta có thể chọn cái đơn vị này. Đúng rồi, chúng ta có thể nhấn qua. Đây, T nè, Global nè, OZ nè, CT nè. Đây, chúng ta có thể nhấn di chuyển qua. Rồi, bây giờ ta sẽ nhấn lại cho các bạn xem. Rồi, đây là nếu chúng ta muốn chọn bây giờ teo chúng ta có thể tích vào. Rồi, và bây giờ hoặc là chúng ta nhấn qua luôn tới phần backlight. Đây, backlight chúng ta có thể tăng độ sáng, tăng độ sáng lên. Ở đây phần backlight. Đây, chúng ta có thể tăng độ sáng và tôi sẽ giảm độ sáng. Các bạn thấy cái biểu tượng nó chạy bên trái chúng ta, nó sẽ xuống này, nó sẽ tối dần đi. Đây, còn bây giờ chúng ta sẽ tăng cái độ sáng lên, rồi chúng ta nhấn zero. Đây, chúng ta sẽ di chuyển. Rồi, ví dụ giống như chúng ta lock cái màn hình tối. Rồi, ở đây 20% sẽ tắt nguồn chẳng hạn. Chúng ta sẽ chỉnh một loạt thông số. Rồi, ở đây là báo hai lô. Ở đây, HL. Rồi, chúng một lát tôi sẽ đi sâu ở phần báo hai lô, cài đặt cảnh báo. Rồi, zero, lam, báo ổn định. Rồi, cộng dồn, auto cộng dồn. Ở đây chúng ta có thể là thấy chữ auto M cộng là có khả năng cộng dồn. Chúng ta trở qua. Rồi, chúng ta vào phía nữa. Chúng ta vào menu. Bây giờ chúng ta sẽ vào menu lại. Menu thì chúng ta sẽ chọn phím 2, 2 là kết nối. Rồi, ở đây chúng ta kết nối với cái USB bên ngoài, kết nối với máy in bằng cách cài đặt cái cổng. Rồi, chúng ta sẽ nhấn, chúng ta muốn thoát ra ngoài phải nhấn tới cái chữ OK. Đây, ta thoát. Rồi, chúng ta sẽ vào lại menu. Đây, phần 3 là data setting. Chúng ta sẽ setting cái data của nó. Chúng ta nhấn phím 3. Rồi, chúng ta chọn cái ngày tháng thời gian đó. Rồi, phím 4 là dùng để cài đặt, hãy tôi vào cài đặt. Rồi, phím 5 là help, phím 6 là close. Ngoài ra chúng ta có thể thấy cái phím 7, đây là phím 7 là phím cài đặt người dùng, nó sẽ không xuất hiện trên này nhưng mà chúng ta có thể nhấn phím 7 nó sẽ vào. Đây là một cái phần menu quản lý người dùng. Ở đây chúng ta sẽ có cái menu của admin, sau đó chúng ta có thể quản lý thêm một người dùng.
thì hiện nay chúng ta thấy quản lý hơn 70-80 dùng, thì chúng ta có thể cung cấp cho họ cái password để họ vào, họ chỉ được sử dụng và không phép được chỉnh sửa. Thì đây là cái quản lý dành cho cái phần admin cao cấp. Chúng ta sẽ cài đặt password vào này. Rồi. Bắt ví dụ giống như bắt admin, chúng ta có thể đặt 1 2 4 5 6, chúng ta có thể thay đổi và sau đó chúng ta lưu lại, thì cái người quản lý cao cấp nhất là cái người sẽ biết cái bắt này, còn admin, còn tất cả các người dùng khác thì chỉ có sử dụng thôi và không có chỉnh sửa cài đặt gì ở trên đây. Thì đây là một cái tính năng để quản lý người dùng, quản lý người sử dụng. Rồi. Tiếp theo là cái phím chính. Ví dụ giống như ta nhấn phím chính là chúng ta để nhập cái bát của người dùng. Ví dụ tôi sẽ nhập 1 2 3 4 5 6. Rồi ở đây có thể là dùng bát admin hoặc bát người dùng, thì chúng ta nhấn OK để xác nhận thôi. Rồi ở đây là một cái sơ qua về cái tổng quan của cách sử dụng của cái cân này. Bây giờ chúng ta sẽ đi chuyên sâu về cài đặt hai lô và kết nối với máy in ở bên ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bước qua cái cài đặt hai lô. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái mã hàng. Các bạn nhấn menu để ra cái màn hình chính, các bạn có thể nhấn phím 1. Ở đây thì chúng ta sẽ quay về cái vấn đề của tạo mã cái cài đặt hai lô. Ở đây các bạn để ý đây, Alarm HL. Các bạn thấy có thể thấy cái biểu tượng chữ HL2 này. Đây. Cái chữ HL ha các bạn ha. Rồi. Đây. Nếu mà ở ngoài bên trái chữ H có dấu trừ và chữ L có dấu trừ thì tức là ở ngoài cái điểm, tức là dưới lô có báo và trên 2 có báo. Rồi, nếu chúng ta thay đổi nó. Đây. Đây. HL. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi nó bằng cách là sẽ nhấn trên cái phím này. Chúng ta có thể thay đổi. Đây. Chúng ta vừa móc đi một dấu trừ ở trên cái chữ H. Rồi bây giờ chỉ 2 báo và lô không báo. Hoặc là chúng ta có thể báo đây. Rồi 2 không báo thì chúng ta có thể cài hoặc là qua lại đây. Thì ở đây chúng ta có thể thấy hai cái cách cài hai lô. Thì bây giờ tôi ở đây là trên 2 báo nè. Rồi. OK và lô báo nè. Rồi OK báo nè. Lô báo nè. Rồi hoặc là chúng ta đóng, hoặc là chúng ta không cho báo luôn. Thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn cài cái biểu tượng. Và cái biểu tượng thông thường thì là lô báo và hai báo. Rồi bây giờ ta sẽ để cái chữ HL như thế này. Rồi chúng ta sẽ nhấn tab để chọn qua. Rồi. Để tạo báo cảnh báo thì chúng ta sẽ vào cái tạo mã hàng. Chúng ta sẽ nhấn ví dụ blue. Ở đây các bạn có thể thấy tôi sẽ đã tạo một số cái mã hàng trước. Cái mã hàng ở đây chúng ta có thể thấy là chữ blue. Blue là chúng ta sẽ gọi cái tên hàng nhanh. Và chúng ta sẽ cài đặt cái số cho họ. Ví dụ chúng ta có thể cài số 1, số 2, số 3, số 4. Để chúng ta gọi nhanh. Ví dụ giống như chúng ta mã số 4, chúng ta sẽ nhấn 4 thì chúng ta sẽ gọi nó ra. Ở đây còn có các thứ tự này, ví dụ number này, tên mặt hàng này, specification và remark. Mấy cái chú ý này, và đây là cái mức cân. Ở đây nó sẽ show ở đây. Các bạn có thể thấy cái phím add đỏ này. Add đỏ là chúng ta tạo mới. Edit là chúng ta sẽ thoát ra ngoài. Delete chúng ta sẽ xóa luôn, hoặc là chúng ta sẽ delete all là xóa tất cả. Hoặc chúng ta export là chúng ta sẽ xuất dữ liệu ra UP. Thì ở trong cái phần tạo thông tin của mặt hàng thì chúng ta có cái đầy đủ tạo mã hàng, bỏ mã hàng, xóa mã hàng, xóa tất cả hoặc là xuất ra UP. Ở đây chúng ta ở đây phần chữ add nó đang hiện chữ đỏ là nó đang là cái phím chọn. Thì tôi sẽ vào cái add này để tạo cho các bạn một cái mã hàng. Bây giờ tôi sẽ tạo cho các bạn một cái mã hàng ở đây. Đây các bạn có thể thấy tôi có thể tạo cho các bạn một cái mã hàng tiếp theo. Thì tôi sẽ tạo cho thêm bạn một cái bạn một cái hàng nữa. Đây, chúng ta add. Chúng ta sẽ nhấn enter. Rồi, đây chúng ta thấy chữ plus. Plus này chúng ta có thể tạo cho nó là một cái phím số 5 chẳng hạn. Sau đó các bạn nhấn cái phím tab để qua. Rồi, ở đây number có thể chúng ta sẽ đặt cái code number 987 chẳng hạn.
chúng ta enter. Sau đó tới cái phần name chúng ta có thể đặt, ví dụ giống như ở đây phần name chúng ta sẽ chọn cái biểu tượng ABC này. ABC này là ký tự số hoặc là chữ. Rồi chúng ta ví dụ giống như ở đây chữ thường, chữ hoa, hoặc là một cái từ đặc biệt đây, hoặc là số. Bây giờ tôi chọn chữ đi, chữ hoa thì chúng tôi giả sử ghi chữ Việt Nhật. Rồi đây chúng ta bằng cái cách tạo bằng cái phím này đó, đây là chúng ta sẽ tạo tên vào, chúng ta giữ khoảng cách đây đó, chúng ta nhập giống như cái bàn phím vậy đó. Đây rồi, đây chúng ta tạo một cái tên, rồi sau đó chúng ta enter. Rồi cái phần specification và remark này chúng ta có lưu ý gì không? Ví dụ giống như chúng ta có thể tạo nó là cái kho một chẳng hạn, hoặc là chúng ta ví dụ giống như tạo một cái lưu ý gì đó ở trong cái nhà máy mình nó quy định thì chúng ta có thể lưu vào đó thế này. Đó, kho chúng ta có thể lưu vào. Rồi chúng ta sẽ đánh ký tự vào, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp theo, ví dụ giống như ta muốn cân là chữ bao nhiêu gram, đây ký tự của hai lô, rồi sử dụng gram hay kg, rồi đây hai hai lô. Bây giờ tôi sẽ tạo hai lô, ví dụ giống như cái mặt hàng number 987 này tôi muốn tạo là hai là 4 kg thì chúng tôi sẽ đánh thành 400. Rồi chúng ta sẽ enter qua lô, thì bây giờ chúng tôi sẽ cho 1 kg là 1.0. rồi chúng ta tiếp theo tôi ok, chúng ta xác nhận để thoát ra ngoài. Thì đây tôi vừa tạo một cái mã hàng có tên Việt Nhật mới, đây là 2 là 4 kg, lô là 1 kg. Rồi bây giờ tôi muốn sử dụng nó thì chúng ta sẽ gọi nó ra đây, tôi gọi nó ra. Rồi các bạn thấy không, ở trên màn hình này xuất hiện chữ Việt Nhật là tôi đã gọi nó ra để cân nó này. Thì đây các bạn thấy không, đây là lô, biểu tượng lô nó là 1 kg, 2 nó là 4 kg. Thì bây giờ nếu mà các bạn bỏ dưới 1 kg thì đèn đây, đèn lô nó báo đây. Đây các bạn thấy đèn lô tôi cài là lô là dưới 1 kg nó sẽ báo. Thì bây giờ cái mặc định dưới 1 kg là nó báo. Thì bây giờ tôi sẽ cân, ví dụ đây là chúng ta đặt 500g lên, bây giờ chúng ta đặt thêm đây là 700g thì lô nó sẽ báo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt trên 1 kg, trên 1 kg là lập tức cái đèn ok nó sẽ báo xanh. Đây đèn ok sẽ báo xanh, tức là chúng ta sẽ cài đặt lô dưới lô 1 kg thì từ 0 tới 1 kg thì đèn lô nó sẽ báo mình tiếp màu, còn trên 1 kg cho tới 3 kg 999 thì đèn ok sẽ xanh. Đây chúng ta có thể thấy 2 kg 2, rồi 3 kg 2. Bây giờ tôi sẽ bỏ thêm cái quả 1 kg nữa là vượt trên 4 kg, lập tức đèn 2 sẽ báo. Đây đèn 2 sẽ báo và cái đèn nó sẽ tích theo một cái kiểu khác, tích 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 tích. Này các bạn, đây là cái cách cài. Rồi bây giờ chúng ta muốn đổi một cái mã hàng nó nhanh hơn nữa, là bây giờ nãy tôi cài lô là 1 kg, 2 là 4 kg, bây giờ tôi muốn đổi nhanh thì chúng ta sẽ nhấn vào chữ alarm này. Đây alarm tôi sẽ cài 2 kg 3 kg chẳng hạn, alarm nhấn giữ alarm. Rồi ở đây 2 tôi sẽ thay đổi nó đi, 2 tôi thay đổi nó thành 3 kg thôi, 3. Rồi lô tôi sẽ thay đổi thành 2 kg. Rồi ok, rồi bây giờ tôi sẽ test lại nè, từ không cho tới là bây giờ 2 kg tròn là đang nằm ở ngôi, nhưng mà tôi sẽ lấy quả 500g ra lập tức sẽ báo, lô sẽ báo nè. Đây chúng ta thấy đây màn hình nè, cài đặt là lô là 2 kg, từ 0 tới 2 kg sẽ báo đèn lô, từ 2 kg tới 3 kg sẽ báo đèn ok, và từ 3 kg trở lên sẽ báo đèn 2. Thì bây giờ tôi sẽ test cho các bạn xem. Đây dưới 2 kg,
sẽ báo đèn lô. Vừa đúng 2 ký tròn. Nhảy qua đèn ok. Rồi, 3 ký. 3 ký chưa báo bây giờ. Vượt trên 3 ký là báo đèn 2. Đây, đây là cái cách cài 2 lô ok. Xin chào các bạn, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phương pháp cộng dồn. Phương pháp cộng dồn thì tương đối là đơn giản, các bạn chỉ cần đặt quả lên trên bàn cân, chúng ta sẽ nhấn M cộng. Rồi, 1kg nó được cộng vào. Chúng ta có thể lấy mặt hàng này xuống. Chúng ta cân lần 2, chúng ta nhấn lần cộng. Rồi, tổng cộng total là 1,5kg là 2 lần. Ở đây trên màn hình sẽ báo chúng ta là total 2 lần. Total là 2 và tổng mức cân là 1,5kg. Bây giờ tôi sẽ bỏ thêm lần 3 là 2kg nữa. Rồi, lần 3 là 2kg, chúng ta sẽ nhấn M cộng. Rồi, tổng cộng là 3,5kg. Rồi, chẳng hạn bây giờ tôi sẽ bỏ lên thêm một lần nữa là lần 4. Lần 4 tổng cộng thêm 2,5kg nữa. Nếu mà 3,5kg cộng 2,5kg đang là 6kg. Chúng ta nhấn thì màn hình sẽ thay đổi thành 6kg. Đây, 6kg. Rồi, bây giờ chúng ta cộng dồn xong thì chúng ta sẽ có quyền kiểm tra kết quả cộng dồn. Kiểm tra kết quả cộng dồn, chúng ta sẽ nhấn MR trên cái phím này. Đây, thì ở trên lập tức trên màn hình sẽ show ra chúng bạn, chúng ta sẽ cần 4 lần. Đây, lần 1 chúng ta 1kg, lần 2 500g, lần 3 2kg và lần 4 là 2,5kg. Rồi, sau đó chúng ta có thể xuất ra USB hoặc chúng ta có thể xóa đi. Giả sử trường hợp chúng ta muốn xóa nó đi thì chúng ta sẽ nhấn phím Tab Tf Delete All, chúng ta sẽ xóa hết kết quả cộng dồn này. Hoặc chúng ta muốn giữ lại thì chúng ta không cần phải xóa, chúng ta sẽ thoát ra thôi. Rồi, bây giờ giả sử trường hợp chúng tôi muốn xóa đi, chúng ta có thể Delete All hoặc là Delete. Delete All là sẽ xóa hết từ 1 tới 2 tới 3 tới 4 này. Chúng ta sẽ nhấn Enter. Màn hình con sẽ hỏi chúng ta có Delete All Data không. Thì chúng ta nếu muốn thì chúng ta nhấn OK, nếu không chúng ta nhấn Cancel thoát ra. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn OK để xóa hết. Rồi, bây giờ rồi sau đó chúng ta sẽ nhấn tới Close, chúng ta thoát ra ngoài. Bây giờ tôi sẽ cân và cộng dồn lại thử thêm một lần nữa và để truy xuất ra UP. Đây, chúng ta sẽ nhấn M cộng cộng dồn. Lần thứ 2. Rồi, lần thứ 3. Rồi, tổng cộng chúng ta có 3 lần cộng 1,5kg, chúng ta sẽ nhấn MR để kiểm tra kết quả cộng dồn. Đây, 3 lần. Sau đó chúng ta có thể thoát ra ngoài. Rồi, chúng ta muốn chép ra USB, chúng ta có thể nhấn vào phím Record ở đây. Rồi, đây là những cái kết quả chúng ta cân được. Nếu chúng ta muốn xuất ra USB, chúng ta thấy cái chữ S bọc màu đỏ này thì chúng ta xác nhận nó. Rồi, chúng ta sẽ cắm USB vào và chúng ta truy xuất ra thôi. Rồi, nó chỉ vậy. Thì chúng ta sẽ nhấn, người ta sẽ thoát ra ngoài và USB chúng ta sẽ có, thì nó sẽ tạo cho các bạn một cái file Excel. Nó sẽ có cái thứ tự số serial number, ngày tháng thời gian, tên mặt hàng, khối lượng hàng, khối lượng bạn có làm hai lô hay không, đạt yêu cầu hay không, thì nó sẽ có xuất ở trong này. Ở trên này chúng ta thấy ngày tháng thời gian nó cũng sẽ có xuất hiện ở đây. Hoặc là chúng ta nếu muốn in thì chúng ta sẽ nhấn print để in. Rồi, đây là cái chúng ta sẽ tạo bằng cái cách cộng dồn và truy xuất USB. Các bạn lưu ý model này có USB và truy xuất chúng ta nó sẽ xếp thành một cái file giống như thế này, theo cái số thứ tự như thế này. Ở đây chúng ta có thể thấy, đây nó sẽ tạo thêm một cái cột như thế này, rất là đều và rất là đẹp. Cột thứ nhất là Serino, cột thứ hai là Date và Time, cột thứ ba là hàng hóa, cột thứ tư là Quay, cái khối lượng chúng ta cần thực tế, cột thứ năm là hai, cột thứ sáu là lô và xếp thứ tự và lô ok hay là như thế nào đó, có đạt yêu cầu hay không, nó sẽ nằm ở cái mức này. Là biểu tượng của cái màn hình này. Chúng ta đang vào cái phím này. Ngoài không chúng ta sẽ nhấn thoát ra, nhấn Close để chúng ta thoát ra cái màn hình chính. Đây, đây là biểu tượng của in. Chúng ta có thể tạo cái mặt hàng. Đây, chúng ta có thể tạo cái tên công ty, tạo số điện thoại. Nó có ngày cân, giờ cân và cái khối lượng thực tế. Đây các bạn có thể thấy, máy in này là máy in chuyên dụng dành cho cân điện tử và máy in này có thể sử dụng được cả bill và tem. Nếu các bạn sử dụng giấy in bill thì nó sẽ in bill, mà các bạn sử dụng giấy in tem nó sẽ in tem. Đây, chúng ta muốn in thì chúng ta cho việc nhấn print. Rồi, chúng ta có thể nhấn print. Đó. Nó sẽ in ra cho các bạn.
đó, chúng ta chỉ việc nhấn lên và bỏ lên bề in thôi. Lưu ý là có thể in được cả tem nha các bạn. Đây, ở trên màn hình này đang là ký gram, chúng ta nhấn unit để chuyển đổi đơn vị sang gram. Hoặc là chúng ta muốn sử dụng nhiều cái đơn vị hơn thì chúng ta có thể vào menu, rồi chọn phím 4. Rồi, ở đây nó có rất là nhiều đơn vị. Chúng ta có thể gọi ra đây. Đây biểu tượng gram ha các bạn ha. Ví dụ giống như chúng ta có thể tạo đây, global OZ, chúng ta có thể gọi ra và nó có rất là nhiều đơn vị. Chúng ta có thể chọn nó ra. Rồi. Nếu các bạn không muốn ra thì chúng ta sẽ để hai cái đơn vị đầu tiên ở bên ngoài thôi. Đây, còn ở bên ngoài này chúng ta có thể nhấn unit và gram. Kg sử dụng thôi. Rồi. Cân này cũng có chức năng trừ bì giống như mọi cái cân khác, chúng ta chỉ việc bỏ cân lên. Rồi sau đó chúng ta nhấn phím T để cho cân trở về không. Sau đó chúng ta đặt hàng hóa lên. Chúng ta nhấn phím T để thoát đi. Chúng ta muốn in nhưng mà có thể nhấn print. Đây, cân vừa không, chúng ta sẽ đặt 200 gram lên, chúng ta nhấn print. Rồi, để in ra. Chúng ta muốn tạo mã hàng, chúng ta chỉ vào plus để chúng ta tạo mã hàng. Rồi chúng ta muốn vào alarm để cài đặt hello, chúng ta chỉ vào alarm. Ở đây các phím xanh là cái phím nhấn giữ để chúng ta vào menu để setup. Còn nếu không thì chúng ta không cần. Ở đây ngoài ra thì cũng có tính năng đếm số lượng. Ở đây đếm số lượng là bằng cách chúng ta nhấn tạo một, chúng ta sẽ nhập vào giống như 100. Rồi. Chúng ta sẽ cộng dồn. Đây, màn hình sẽ xuất hiện chúng ta 100 cái bset cộng dồn. Rồi, chúng ta có thể bỏ vào thêm cộng dồn là thành 300. Này, chúng ta bỏ 100 nữa là tổng cộng 300. Bây giờ tôi muốn cộng 100 nữa, chúng ta sẽ bỏ vào, chúng ta sẽ cộng dồn là thành 400.